Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu một tuần mới, hôm nay là thứ hai tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đã là thứ ba rồi. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 và bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối. Thì các bạn thấy được là giá bịch không bây giờ là mức là 54.000 đô thì chúng ta cũng mới đã biết ngày hôm qua đó là các bạn thấy là giá đã có sự hồi phục và hồi phục sau khi mà đi xuống mạnh xuống 17,8% xuống tới mức là còn 51.000 thì sau đó các bạn thấy giá đã có sự hồi phục lên tới là 57.600 trước khi mà chúng ta thấy được là giá tiếp tục đi xuống thì chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua cũng khá nhiều thông tin liên quan đến tình hình và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những thông tin đó nhưng mà nào mà chưa xem video ngày hôm qua thì các bạn hãy xem cái playlist 1013 có ba phần chia sẻ thêm rất nhiều những thông tin cũng như là nhiều bạn cũng đã biết tại hôm qua thường đã đi thu mua thêm tổng cộng là 100.000 đô la Bitcoin và Ethereum thì chúng ta hôm nay để tiếp tục nhìn vào tình hình của thị trường đi hôm nay cũng có một số những thông tin tôi cảm thấy cũng khá thú vị liên quan đến tình thị trường liên quan tới một số những điều rất là quan trọng trên tài liệu on chain cho các bạn thấy được tình hình bây giờ như thế nào thì chúng ta cũng nên nói tới ngày hôm qua và các bạn sẽ thấy những cái dẫn chứng là sau khi mà có rất nhiều lệnh lon bị thanh lý ngày hôm qua thì cái khả năng mà giá Bitcoin đi xuống nhanh đó, thì cái phần trăm đó đã giảm đến rất là nhiều tại vì bây giờ đã có quá nhiều người bị thanh lý thì cái số lượng người mà lon đã giảm đi cho nên khả năng mà giá xuống nhanh đã không còn nhưng mà giá hoàn toàn có thể tiếp tục điều chỉnh xuống từ từ như là các bạn thấy tình hình hiện tại. Bây giờ tôi vẫn chưa có gì lo lắng hết và thật ra có nhiều thông tin thường lại cảm thấy là cũng khá làm mình thường an tâm hơn về tình hình. Nhưng mà chúng ta nhìn chung thị trường thì các bạn thấy ngày hôm nay lại tiếp tục là một màu đỏ trên thị trường. Rất nhiều đồng đỏ chỉ có là các bạn thấy đồng Dogecoin lại tiếp tục tăng trưởng bây giờ là tăng 14%. Chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay đi thì đồng refresh ra lại các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin thì À, uh, Bitcoin các bạn thấy được là xuống 4,6% ở mức là 54.000 Ethereum thì xuống 8% ngày hôm nay Binance Coin thì xuống 5,7% XRP xuống 13,4% Dogecoin tiếp tục tăng trưởng Các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã ở mức là 37 cent rồi Trong vòng 7 ngày qua tăng 434% có thể nói là đồng Doge là một trong những đồng trong thấp 10 này ngoài kịp Bitcoin Cash là có sự tăng trưởng trong 7 ngày qua và nhất là trong vòng 24 giờ qua thì chỉ có đồng Doge tăng trưởng mà thôi. Các bạn thấy được là Cardano cũng xuống 11%, Polkadot xuống 13%, Litecoin xuống 11%, Bitcoin Cash xuống 17%. Uniswap xuống 7% và Chainlink thì xuống 15,8% Chúng ta cũng có một cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Chainlink 2.0 Tại vì thường biết là có nhiều bạn thường hỏi thuận về cái thông tin liên quan tới Chainlink Thì chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin đi thì các bạn thấy được là đây là tài liệu được chia sẻ ở trên Twitter thì tài liệu này là một cái tài liệu trên cái mạng lưới của Classno thì chúng ta thấy được là mỗi lần mà các bạn thấy là cái đường mà màu xanh này đã tăng lên có nghĩa là chúng ta thấy là có nhiều Bitcoin đã được đi từ những cái ví mà có nhiều giao dịch có nghĩa là những cái Bitcoin đã dễ dàng di chuyển chuyển qua những cái ví mà ít giao dịch thì các bạn thấy được Classno thì đi theo những cái địa chỉ ví và những lúc mà các bạn thấy được là có nhiều Bitcoin di chuyển từ những địa chỉ ví mà di chuyển thường xuyên như là địa chỉ ví sàn đi vào cái địa chỉ ví mà ít có giao dịch có nghĩa là chỉ đưa vào và không thấy những cái giao dịch như là đưa bitcoin ra khỏi những cái ví đó thì đây coi như là những cái ví mà lưu trữ lâu dài thì các bạn thấy được là chúng ta đang chứng kiến một cái tình hình là có rất nhiều bitcoin được đẩy vào những cái ví mà lưu trữ lâu dài chỉ thấy cái tài liệu là được đưa bitcoin vào nhưng mà không thấy những cái dữ liệu là bitcoin rời khỏi cho nên đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng cho chúng ta thấy được là trong tình hình hiện bây giờ đang có rất nhiều người tích lũy bitcoin lâu dài chứ không phải là chỉ đơn giản tại vì họ mua và đem bitcoin ra khỏi sàn đi vào những cái ví như là ví chữ lạnh để mà lưu trữ lâu dài thì một trong những cái điều mà nhiều người cho là dẫn đến cái sự mà bán trong cái thời gian hai ngày qua đó chính là tin đồn liên quan đến bộ trưởng bộ tài chính có thể là khởi tố một số những công ty thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có nghe bất cứ một thông tin nào xác nhận và bây giờ có rất là nhiều những cái luật sư đã phản ảnh về cái vấn đề liên quan đến bộ trưởng bộ tài chính khởi tố một số những công ty liên quan đến ngành tài chính về việc rửa tiền thông qua crypto thì cái điều này càng ngày thì lại càng nhiều người cho là đây là không phải là thông tin thật như là các bạn thấy được đây là một trong những cái bài trên Twitter cũng được chia sẻ khá nhiều đó chính là cái bài viết của Kristen Smith liên quan đến cái tình hình này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter tại vì thường thường hay đăng những cái thông tin nhanh nhất và sớm nhất trên những cái channel này Các bạn hãy theo dõi để mà có thêm những thông tin mới nhất và nhanh nhất và thông muốn dành một thời gian để mà cảm ơn nhà tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là một sàn mà nhiều bạn cũng đã biết là sàn giao dịch Hàn quốc Probit thì trên sàn Probit này có một cái đồng cũng như là nhiều sàn khác có một cái đồng đó chính là đồng Prop đây là một đồng tiền ích của sàn giao dịch Probit thì những người nào mà nắm giữ đồng Prop sẽ nhận được một số những cái ưu đãi những cái lợi ích bao gồm là giảm phí giao dịch tiền thưởng staking vân vân và các bạn nhận được bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu ưu đãi thì tùy theo là các bạn lưu trữ bao nhiêu đồng prop Thì các bạn có thể nhận được những ưu đãi trong đó chúng ta có là nhận phần thưởng prop Theo tỷ lệ là 4% mỗi năm khi mà các bạn tham gia vào staking Các bạn có thể là có phí giao dịch thấp tới 0,03% Và các bạn có thể là nhận 30% tiền thưởng giới thiệu khi mà lưu trữ nhiều đồng prop Cũng như là các bạn được hoàn trả 100% phí giao dịch các bạn stake ít nhất là 100 đồng prod để đủ điều kiện tham gia các cuộc thi giao dịch cũng như là các bạn ít nhất là 500 đồng Prot để đủ điều kiện tham gia vào những cái sự kiện mua token giảm giá 50% như là chúng ta cũng đã nói tới trong những video trước đây. Bạn nào mà chưa có tài khoản hay là muốn tìm hiểu thêm về sàn Probit thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm cũng như là tham gia vào staking hay là tham gia vào những cái cuộc thi cũng như những cái chương trình mua coin giảm giá 50%. Link sẽ nằm bên dưới cái video này. Thì hiện bây giờ đó có rất nhiều người đang muốn suy nghĩ coi coi là tin tức này là thật hay giả liên quan tin tức là có phải là bộ trưởng bộ tài chính sẽ khởi tố một xuyên công ty đổi tiền thông qua crypto hay không thì các bạn thấy được đó là bộ trưởng bộ tài chính Janet Yellen thì là một người mà không phải là một người mà trừng phạt hay là một người mà khởi tố mà Janet Yellen với vai trò là bộ trưởng bộ tài chính là một người đóng vai trò là lập pháp hơn là khởi tố hay là trừng phạt và trong bộ tài chính thì đương nhiên chúng ta có những cái đơn vị như là FinCEN là một cái đơn vị mà chuyên lo về những cái việc là khởi tố hay là trừng phạt những công ty vi phạm nội vi liên quan đến là tội tài chính hay là các bạn thấy đô phát là một cái đơn vị mà chuyên về trừng phạt kinh tế đối với những cái quốc gia khác thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy Bộ trưởng Bộ Tài chính do Linh có bất cứ một cái động tĩnh gì liên quan đến crypto hết và Bộ chương 19, Janet Yellen thì bây giờ đang có rất nhiều điều mà ta phải lo. Trong đó có những cái việc lớn hơn liên quan đến tình hình của nền kinh tế. Cho nên crypto bây giờ không phải là một cái điều gì đó mà Janet Yellen cần phải quan tâm đến thì điểm hiện bây giờ. Cho nên nếu như nói là đột ngột mà chúng ta nghe nói thông tin liên quan tới Bộ trưởng Bộ Tài chính khởi tố nhiều công ty liên quan đến rửa tiền thông qua crypto thì là một cái thông tin mà nhiều người cho là không phải thông tin thật. Và cho đến ngày hôm nay thì nhiều người vẫn cho đây là một thông tin giả dẫn đến nhiều người lo lắng và bán Bitcoin crypto của mình vì thông tin này. Đây là điều mà Thùng muốn cập nhật với các bạn. Có nghĩa là thông tin liên quan đến Bộ Tài chính khởi tố thì đó là thông tin mà chúng ta vẫn chưa được xác nhận. Bây giờ nhiều người cho đó là tin giả bây giờ chúng ta hãy nói tới một cái thông tin khác cũng khá là quan trọng đây là một cái tài liệu được chia sẻ bởi Hester Pierce và các bạn thấy được tài liệu này là được đăng trên trang web chính thức của SEC thì đây là một cái tài liệu gọi là Token Safe Harbor 2.0 thì các bạn thấy được đó là nói một cách đơn giản đây là một cái đề xuất đi không phải là luật đề xuất của Hester Pierce Hester Pierce là một người mà rất là ủng hộ thị trường crypto này vì bạn có biết là Hester Pierce là một trong những nghị viên của SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ thì cái đề xuất token safe harbor 2.0 này là một cái đề xuất liên quan đến là bây giờ đó chúng ta cũng đã biết là trên thị trường có rất là nhiều những cái token ra đời và nhiều token bây giờ đã đang ở trong một cái tình trạng là lo lắng không biết khi nào thì SEC mới khởi tố về việc là cái token của mình là chứng khoán thì Hester Pierce đưa ra một cái đề xuất bây giờ vẫn chưa được thông qua nhưng mà nếu như thông qua đó thì đề xuất này nói là bất cứ một token nào cũng có cái thời gian là khoảng chừng 3 năm thì trong 3 năm đó cái phiên bản 2.0 này là cái phiên bản cải tiến và trong phiên bản 2.0 này phiên mới nhất đó, thì đề xuất này nói là trong vòng 3 năm đó thì mỗi một thời gian là khoảng chừng 6 tháng thì cái dự án đó là phải nạp giấy tờ cho SEC và trong thời gian 3 năm dự án đó phải chứng minh được là dự án này đã đạt được một số tiêu chuẩn gọi là đây một cái hệ thống hoàn toàn phi tập trung thì lúc đó cái token đó mới không được coi là chứng khoán. Có nghĩa là các bạn thấy là một cái token có thể ra đời nhưng mà không cần phải xin phép trước, có thể là hoạt động được nhưng mà trong thời gian 3 năm là mỗi 6 tháng là phải nạp giấy tờ cho SEC đưa ra cái lộ trình là cái token đó sẽ làm sao để có thể trở thành hoàn toàn phi tập trung và cho đến thời gian mà 3 năm thì đến phút cuối thì nếu như mà cái token đó không chứng minh được là một mạng lý phi tập trung thì lúc đó cái công ty đó phải đăng ký như là một chứng khoán và nếu như đã chứng minh được là một cái mạng lý phi tập trung thì token đó có thể tiếp tục hoạt động trên thị trường đây coi như là một cái cách xử lý cho những cái token hiện tại trên thị trường cũng như là những cái công ty muốn tự đưa ra token cho công ty của mình hay là dự án của mình thì các bạn thấy được là đây là một trong những đề xuất mà có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề thay vì bây giờ là nhiều cái dự án đang lo sợ không biết khi nào thì SEC mới khởi đơn kiện thì bây giờ cho những cái token này những dự án này có một cái cơ hội để có thể chứng minh là một mạng lý phi tập trung nhưng mà như thường đã nói là đây là một cái đề xuất mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy được thông qua khi nào mà thông qua thì như chia sẻ với các bạn và đây sẽ là một cái thông tin làm cho thị trường nhẹ nhõm hơn không còn lo sợ SEC có thể tới bất cứ lúc nào nữa mà sẽ có thời gian là 3 năm để mà chuẩn bị. Một cái thông tin khác nữa liên quan tới Chainlink thì bây giờ cũng có khá nhiều người nói về Chainlink 2.0 thì Chainlink mới vừa đưa ra một cái white paper mới. Thu thì không phải là một người mà đầu tư vào Chainlink nhưng mà thường biết là rất nhiều bạn thích đồng Chainlink này cho nên Thuận mới chia sẻ với các bạn thông tin này ngày hôm nay Thì Chainlink 2.0 nó nói một cách đơn giản Thì trước hết tôi thường nói về Chainlink đi Nhưng mà nào mà không rành không biết là rất nhiều bạn thích đồng Chainlink Nhưng mà những mà nào mà không rành Thì Chainlink là một mạng lưới mà dùng để mà kết nối Là chủ yếu dùng để mà kết nối cái dữ liệu bên ngoài Với là dữ liệu của on-chain Các bạn thấy là trên những nền tảng Thì chúng ta có những cái hợp đồng thông minh Thì những cái hợp đồng thông minh này đó có thể đơn giản như là Nếu như mà A xảy ra thì B sẽ xảy ra Các bạn thấy được là đó là những hợp đồng đơn giản hay là có thể phức tạp Như là một cái hệ thống giao dịch phi tập trung như là Uniswap Thì các bạn thấy được là nền tảng hợp đồng thông minh có thể phức tạp hay là đơn giản Nhưng mà một trong những cái vấn đề đó chính là Hợp đồng thông minh thì đương nhiên là có thể giải quyết thông qua cái mã nguồn Ở trên mà nước blockchain Nhưng mà làm sao để biết được là cái thông tin bên ngoài như thế nào Giả sử các bạn có một hợp đồng đi hợp đồng này là giữa bạn là một người mà trồng trọt với lại công ty bảo hiểm và hợp đồng này nói là nếu như mà năm nay mà không có mưa và bị thất mùa thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thì làm sao những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới biết được là năm nay có mưa hay là không tài liệu đó từ đâu mà đến và làm sao tin tưởng tài liệu đó là tài liệu tốt có thể sử dụng được thì Chainlink chủ yếu là giải quyết cái vấn đề này Chainlink dùng những cái hệ thống phi tập trung để mà thu thập những cái dữ liệu bên ngoài sau đó kết nối với blockchain để cho những cái mạng lưới này do trong thông minh này có thể hoạt động được đây là những cái khái niệm căn bản liên quan tới Chainlink thì Chainlink 2.0 này đó các bạn thi được là một trong những cái điều mà nhiều người nói tới thật ra là có rất nhiều những cái sự thay đổi nhưng mà hybrid contracts là một trong những điều mà nhiều người nói tới hiện bây giờ là Chainlink 2.0 thì không chỉ là sẽ có thể đem cái tài liệu bên ngoài đưa vào trong blockchain mà còn có thể là lấy tài liệu đó và xử lý thông qua mạng lưới có thể hiểu cách đơn giản là mạng lưới tầng hai của Chainlink thì khi mà những tài liệu này được xử lý đó đương nhiên là xử lý trên mạng lưới của Chainlink thì sẽ không cần phải được xử lý trên những cái mạng lưới khác thì những tài liệu này sẽ được xử lý sẵn sau đó là kết nối với những cái mạng lưới còn lại cho nên các bạn thấy được là Chainlink là một trong những cái dự án mà rất nhiều người quan tâm kết nối với lại những cái dự án như là SushiSwap, Nexo Finance vân vân rất nhiều dự án bây giờ sử dụng Chainlink để lấy dữ liệu bên ngoài đưa vào trong mạng lưới blockchain để có thể cho những cái hợp đồng thông minh hoạt động được đây là một cái cách giải thích căn bản liên quan tới Chainlink 2.0 mà tôi muốn mang đến cho các bạn